thuê xe du lịch Sài Gòn đi Bến Tre, nơi bắt đầu một chuyến hành trình đầy ấn tượng và tiện lợi. Mỹ Tâm Travel, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, chúng tôi tự hào là địa chỉ tin cậy và uy tín trong lĩnh vực này. Thuê xe du lịch Sài Gòn đi Bến Tre với nhiều loại xe mới đẹp từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ và 45 chỗ. Xe limousine từ 9 chỗ, 11 chỗ, 15 chỗ, 18 chỗ và xe limousine 28 chỗ. Với đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm về tuyến đường từ Sài Gòn đi Bến Tre, bạn có thể hoàn toàn yên tâm vào việc di chuyển của mình. Thuê xe du lịch Sài Gòn đi Bến Tre đón trả tận nơi, chất lượng, an toàn, tiện lợi. Mỹ Tâm xin cam kết mang đến dịch vụ đón và trả khách tận nơi từ các quận, huyện thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Bến Tre và tham quan du lịch Bến Tre một cách an toàn và tiện lợi nhất. Không chỉ là một công ty cho thuê xe du lịch thông thường, Mỹ Tâm Travel luôn luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Thuê xe du lịch Sài Gòn đi Bến Tre, liên hệ Mỹ Tâm Travel qua hotline 0939790983 hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@mytamtam.com. Hãy để Mỹ Tâm Travel là người bạn đồng hành tin cậy trong mỗi cuộc hành trình của bạn. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ và mang lại trải nghiệm du lịch hoàn hảo nhất cho quý khách hàng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Mỹ Tâm Travel.